Nhiều bạn. Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các trò chơi nhạt nhẽo của team game đúng không nhỉ? Theo kịch bản là như thế đúng không? Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta có game giải mã ngôn ngữ nước ngoài. Wow. Luật chơi rất đơn giản, các cặp chơi sẽ lần lượt được xem những tình huống, ngữ cảnh hoặc video minh họa câu nói và cụm từ ngoại ngữ phổ biến của các nước Hàn, Nhật, Trung, Thái do ban tổ chức cung cấp. Sau đó, người chơi cùng nhau bàn luận để đoán ra ý nghĩa tiếng Việt của ngôn ngữ đó là gì và kết thúc phần thi của mình. Lưu ý, chúng mình không phải là những người học các ngôn ngữ trong video bài bản nên nếu có bất kỳ sai sót nào, mong cả nhà thông cảm và chỉ ra dưới comment nếu có thể để chúng mình rút kinh nghiệm cho những lần sau nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Ok, let's go. Let's go. Let's go. Đầu tiên là tiếng Hàn, nhớ siêu nè. Baby Kachima, stay with me baby Kachima. Rách quần kìa. Nhạc thế hai cái tiểu phẩm này nhạt quá anh ạ. Yêu Kachima theo mình nghĩa là gì? Kachima nghĩa là đừng đi sao ấy. Em ơi em đừng đi. Nghe. Em ơi xin em đừng đi. Mình có thể tìm người nào nói tiếng Hàn giống tiếng Hàn được không ạ? Kachima là đừng đi thôi. Dạ. Em không biết em không xem phim Hàn nhiều đến thế. Kachima. Nhưng mà có gì có người nào đây nói tiếng Hàn giống tiếng Hàn hơn. Em đừng đi. Nói chung là chúng tôi hay xem một tình Hàn Quốc, chúng tôi rất hiểu mấy câu này. Đấy, đừng đi mà. Khi bạn dùng khi bạn níu kéo ai đó. Kachima. Start. Bitch sup. Ai là bitch sup? Đoán trúng đề luôn. Bitch sup. Điên à? Là mày bị điên à đúng không? Mày điên à? Điên, bitch sup. Bitch sup. Cao nỉ mà. Bitch sup. Không phải bitch sup. Thế à? Câu nói mang tính chất cảm thán. Đấy, dù khi đó có một hành động bất thường. Ôi, anh ơi, em bị ý tưởng quá, em không biết update duy thẩm cái gì giờ. Mú? 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 Shiba nó mà! Shiba là gì ạ? Chết tiệt à? Shiba, chết tiệt đúng không? Đúng, chết tiệt đúng không? Shiba là cái gì nhở? Chết tiệt! Shiba Inu là một giống chó của Nhật ạ. Ok. Tao đố mày, mày biết tiếng A là gì? Shiba tiếng Nhật là Chirua. Chirua? Chirua là cái gì đúng không? Shiba Lama là tiếng Hàn hả anh? Em tưởng Shiba là con chó bên Nhật cơ mà. Cảm thán chửi thề thể hiện sự tức giận khi ai đó làm bạn không vừa lòng. 10 giây, wow. Đây phải mạnh tân mẫn đúng không? What the hell? Oh, what the f***? What the f***? Có nghĩa là cái gì vậy đúng không? Đúng. Thằng này phát âm sai. Yo a de yo. Cái gì gì ấy? Vậy thằng này phát âm gì? Yo a. Chắc là em khỏe không? Kiểu tán tỉnh với một câu tán tỉnh. Đúng không? Vấn đề là cũng không hiểu cái câu nghĩa là cái gì thì hiểu ngữ cảnh nào được. Tự nhiên có một thằng đi vào xong vuốt tóc. Vuốt tóc vuốt nhau rồi. Hai đứa con trai vuốt nhau rồi. Chua heo. Mà thích bạn. À tưởng là chua he. Ờ đúng rồi. Chua he mà thằng mất nó đọc như thế làm sao mà mình có thể nhận ra được. Sao đây là tôi thích bạn. À là tôi yêu bạn. Sao là he. Không. Không có gì cả. Boko shibo. Boko shibo. Không sao đâu đúng không? Ngô bố chú tao từ này tao không biết thật. Boko shibo. Ok. Em mình thích học tiếng Hàn cũng mình thích cái ngữ điệu nói của tiếng Hàn. Cái này thì em biết đấy ạ. Bogoshibo là anh nhớ em. Anh biết cái bài nấc thang hay thiên đường không? Cái bài Bogoshita, Bogoshita. Trong mặt nó không hề có biểu cảm của tôi nhớ bạn ạ. Ban tổ chức làm không thể gợi ý là hãy nhìn vào biểu cảm của diễn viên. Bogoshibo. Possible. Anh với là anh Tân đang làm gì đây? Súng trận. À, quyển chân à? Quyển chân nếu à? Không sao đâu mà. Quyển chân à? Không sao đâu mà. Quyển chân à? Quyển chân à? Quyển quá. Lần đầu tiên tôi thấy anh Thành diễn nét kiểu là meo meo meo. Quyển chân à? Em cái câu này chắc ai cũng biết đi, đúng không? Không sao đâu đúng không? Không sao đâu mà.
Nhưng mà thực ra cái mà mình khó hiểu nhất ở trong cái bối cảnh này là tại sao một người đàn ông đứng ở máy quay, một người đàn ông đứng sau ra cái dây quần ra mà cái người đứng trước lại phải nói là không sao đâu ấy. Tôi anh Tân ấy, không sao đâu Thành ạ. Không có cách nào đấy. Cái này anh không biết nghĩa là gì, thấy mới viral trên TikTok. Chèn thế mà anh mày không biết. Như ý là anh không biết nghĩa nhưng mà anh nói chắc là kiểu là không sao đâu. Đúng rồi, không sao đâu, không sao đâu. Cha là yếu rồi, không sao đâu. Đến cha nào, không sao đâu. Dùng khi đã phải xin lỗi của ai đó. Ồ, tôi không sao đâu. Mày cứ rè, mày cứ rè. Em khiếp Lan Phương giờ diễn đi xuống quá. Mày cứ nghe như sao đánh nhau ấy. Ừ. Tao đấm vào mặt mặt mày bây giờ. Mày tôi đoán đấy. Ờ, mày đi chết không? Mày đi chết không? Tao đấm vào mặt mày bây giờ. Ghê trốn. Chuyện gì vậy? Ý rất là thế. Chín chắc. Không ấy à? Thật á? Thật vậy sao? Ui, ê, chín chắc. Chín chắc. Thật á? Kiểu ui, vậy thật á? Vẫn tiếp tục ngày. Chín chắc. Thật á? Đấy, thế á? Chín chắc. Thật rớm rớm. Harry nè, Harry. Arasso. Ê, đáng nhẽ nên cho thằng Harry nói một cái câu tiếng Hàn nào dài, dài khó hơn. Arasso, biết rồi. Arasso. Tao không kể vì nhưng mấy cái câu này nó đơn giản ý. Arasso. Arasso. Hình như là Harry chửi anh em mình bị điên. Chỉ màn hình Arasso. Mình nghĩ quá nhiều rồi anh. Tôi biết rồi. Nghe nói như chúng tôi chửi thật. Chỉ màn hình Arasso, Arasso. Ôi, ôi. Cái này chắc là Dư mới đang biết nhiều chứ mình không biết này. Ôi, không bao giờ ấy. Chính chắc. Khó ban quá. Khó ban quá là xin chào à, phải không? Cười lên đi. Ừ nhở, maybe. Ừ, khó ban quá, cười lên đi. Cười lên đi. Xem ạ. Anh ơi đi không? Ai bảo phải đứng ở đường. Có tin tỉ chỗ để là quay ra rồi. Là câu chào hỏi nữa, mình đừng... Ở đấy người ta chào hỏi anh ơi đi không? Anh đẹp trai à? Trai à? Con ban qua là chào buổi tối. Còn ban qua. Ồ, chị đấy trông giống gái Nhật phết. Gái Nhật đó. Con ban qua, ồ, đúng là người mới đi Nhật thì có khác. Thế mày xem cái gì mà mày chào buổi tối? Này, ui. Tao chỉ hỏi thôi. Hồi trước lớp 10 học tiếng Nhật một tí xong bỏ lại khó quá. Nhưng cũng biết đủ mấy cái cơ bản. Nào, đâu là người... Anh này đang ngủ này. Chắc là chúc ngủ ngon nhở? Ngon phải thơ không con? Để xem nào, xem lại nào. Đang ngủ thì phải bảo là thức dậy đi. Oh yeah, em được tuyệt, em được tuyệt, em được tuyệt. Mày cưng dậy đi nào. Oyasumisai cái gì ấy? Một người đàn ông đang ngủ rất ngon. Có một thằng khác ghé vào tai nói Oyasumisai. Chắc là ai yêu em à? À, chúc ngủ ngon thật đấy anh ạ. Đang ngủ rồi thì chúc ngủ thật. Quá phá thật. Tình huống này không đúng. Làm cho tôi bị lệch lạc đi. Nhà anh tao. Yeah, bye. Ghi bàn đúng không? Nhìn cái mặt biểu cảm của bùi mẹ là ghi bàn. Bao rồi à? Ờ, hay là tuyệt vời. Ủa? Yeah, bye. Là... Bao, đúng không? À thế hả? Có phải kiểu một cái kiểu ăn mừng yeah, kìa? Yeah, đúng không? Yeah. Rồi. Yeah, bye. Bối cảnh đây là chơi FIFA nó là ghi bàn, nếu không thắng thì chưa vào trận. Chắc là ngày thắng rồi, tại vì cái thằng bên cạnh nó vò đầu bứt tai nó buồn ý. À, hai nghĩa tốt nghĩa xấu luôn. Nghĩa tốt là đỉnh cao tuyệt vời, đúng như Huy nói. Nghĩa xấu là kinh khủng tệ hại, tức là nó như kiểu là một cái gì đấy quá của một cái thái cực nào đấy, đúng không? Tiếp theo tiếng Trung này, tiếng Trung khi mày biết. Lý Tùng cơ mà. Yeah. Ui dồi ôi. À, bạn có hiểu không? Sao anh Mạnh đáp lại là hiểu, có hiểu, đúng rồi. Lý Tùng lớn mà, mày có nghe thấy không? À, hiểu không? Tùng á. Ờ, Tùng là hiểu đúng không? Người đã hiểu thiên, chưa? Thiên là nghe. Bạn hiểu chưa? Bạn, ôi, mày đoán đúng nha. Bạn hiểu không? Ui. Đây là nhân của tao mà, mày phải tin tao chứ, tao có lấy chồng của mày đâu. Nhìn bên cửa học xin đi. Cái gì ấy, nói là tiếng Trung hay nói tiếng gì ấy? Chịu. Ni cái gì, ni mun cái gì? Chịu. Ôi trời ơi, nghe như tiếng Nhật luôn mọi người. Thôi, nghe không sao cái gì. Một phen ít thôi. Là điều, đấy, đúng rồi đấy. Nhưng mình hay nghe là lợm khởm. Chạm vào tao ấy hôm qua hay không? Đi chợ.
Bài click lên rồi. Bài click lên. Không nghe được giật tình đến mạng Thái rồi luôn ấy. Đừng, đừng cản tôi. Đừng cản tôi. Bài click click lâu. Thôi đi đây. Cút ra. Không, cút. Tôi đi. Không phải à? Biến đi, thấy chưa? Em bảo mà. Gì đó. Yo, vậy là bọn mình đã xem xong game ngày hôm nay. Được cái là tiểu phẩm hay, thú vị, có đầu tư. Đó, nên là nếu như các bạn cũng có những cái idea content gì đó thú vị thì có thể để lại dưới phần bình luận cho bọn mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.